cảm ơn quý vị. Và Phương Hằng tôi xin hát bài cuối cùng để hát tặng cho quý vị. Đó là bài hát Lối nhỏ vào đời. Và quý vị hãy đăng ký cái kênh mà Christina Nguyễn Hằng có một kênh YouTube mới. Quý vị cẩn thận sợ cái nick giả cho quý vị. Hằng xác cái bài Lối nhỏ vào đời tặng cho quý vị. Anh sẽ là dòng sông đêm, là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng đêm, là mây bay. Anh sẽ là nắng mai đêm, là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ. Có một giấc ngủ ngon, một giấc mơ đẹp. Và chúng ta ai cũng phải tiếp bước trên con đường phía trước. Nguyễn Phương Hằng tôi rất trân trọng, rất thương yêu. Và xin tạm biệt quý vị.
gửi đến quý vị ngàn lời yêu thương từ trái tim Nguyễn Phương Hằng. Xin tạm biệt.